Chào các bạn. Tôi đang ở cánh đồng bao la bát ngát. Đang nghe thấy tiếng con ụp ụp ụp. Đây là nhà tôi. Mẫu ruộng đây. Xa 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 xa. Sao mày? Sao này không nhìn thấy con ốc, chứng tỏ là không có con ốc nào chứ. Đây là cây bắp đã được trồng này. Sát bờ ruộng luôn. Đây là rau sạch đã ra. Tôi lại nhìn thấy đây là cái này khoai hay sao nhỉ. Nó đang mọc tự nhiên lên đây. Kìa con kỳ nó đang đến đây rồi. Kì. Ngôi nhà này đẹp chưa?